Thay mặt khoa quốc tế, em xin chào, em là Ngô Chí Trung và đây là cô giáo Phương Huyền cùng các bạn sinh viên câu lạc bộ âm nhạc ASICO khoa quốc tế. Hôm nay thật là vui là được góp mặt ở đây, với không khí tư vấn tuyển sinh vô cùng là phấn khởi. Thì em xin gửi gắm một tiết mục acoustic nhỏ nhỏ. Tuy thầy cô giáo hát không hay vì như làm giáo viên mà, nhưng mà cũng rất tin vào cái việc giao lưu với sinh viên, thì âm nhạc cũng là một cách mà giảng viên khoa quốc tế giao lưu gần gũi với sinh viên thôi. Anh yêu em mãi.